마차로 나이도 Một nửa thời gian của hiệp 1 đã trôi qua và vào lúc này thì câu lạc bộ Sài Gòn vẫn đang dẫn trước với tỷ số là 1-0. Sau khi để thua thì các cầu thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã chơi với tốc độ nhanh hơn và họ đang duy trì được một nhịp tấn công tương đối ổn. Nhật Minh, Văn Huy, Huy Âm! Bất ngờ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có bàn thắng quyết định tỷ số. Đó là một tình huống pha lưới nhà. Đỗ Bá Lô đã khiến cho tất cả các cầu thủ của câu lạc bộ Sài Gòn và các khán giả nhà phải cảm thấy bất ngờ. Trong khi đó thì niềm vui đã đến với các cầu thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và các cổ động viên trên sân vận động Thống Nhất. Không một ai gây áp lực, nhưng Đỗ Bá Lô đã có một tình huống phá bóng vào thẳng lưới nhà. Rõ ràng huấn luyện viên Phùng Thanh Phương không thể hài lòng. Và bản thân Đỗ Bá Lô cũng cảm thấy rất buồn với tình huống vừa rồi. Đỗ Bá Lô cần phải quên đi tai nạn vừa rồi, tập trung thi đấu và lấy công chuộc tội. Phút thứ 27, chúng ta sẽ cùng xem tình huống này. Không có gì nguy hiểm cả. Không một cầu thủ nào của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vây quanh Đỗ Bá Lô. Thực sự là không hiểu điều gì đã xảy ra. Một tình huống mà những tưởng như Đỗ Bá Lô đang ở trong khu vực cấm địa của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Các đồng đội đã phải động viên và dụ cho Đỗ Bá Lô phải nhanh chóng lấy lại tinh thần và vượt qua được những áp lực về mặt tâm lý trong những phút tiếp theo. Câu lạc bộ Sài Gòn đang sở hữu những cầu thủ có chiều cao tốt, có trung vệ Rorik, có Đỗ Bá Lô. Melo! Trọng tài Hoàng Hòa đã hướng nhìn về phía các cộng sự của mình và bàn thắng đã được công nhận. Đỗ Bá Lô! Rất nhiều các cầu thủ của câu lạc bộ Sài Gòn đang chúc mừng Đỗ Bá Lô với bàn thắng này. Cuối cùng thì Đỗ Bá Lô cũng đã lấy công được cho tôi. Đỗ Bá Lô không ăn mừng. Niềm vui của Đỗ Bá Lô còn thậm chí còn không bằng các đồng đội của anh. Nhưng điều quan trọng là câu lạc bộ Sài Gòn đang dẫn trước câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỷ số là 2-1. Lần thứ hai trong trận đấu này, đội chủ nhà vừa lên dẫn trước. Đỗ Bá Lô đã im lặng để thể hiện, để cống hiến và bây giờ thì thành quả đã đến. Đúng là chúng ta không thể thấy nụ cười của Đỗ Bá Lô khi mà áp lực tâm lý của anh sau bàn thắng vào lưới nhà là vô cùng nặng nề. Các pha bóng cố định đang là giải pháp rất tốt dành cho câu lạc bộ Sài Gòn. Trọng Sáng không thể chiến thắng trong tình huống tranh chấp trên không vừa rồi với Đỗ Bá Lô. Và đồng thời thì bóng cũng đã đi qua hai chân của thủ môn Dương Quang Tuấn. Trọng tài Hoàng Hòa rất cẩn thận. Ông đã hướng nhìn ra vị trí của trợ lý trọng tài biên và sau đó mới công nhận bàn thắng. Có thể thể hiểu được niềm vui của câu lạc bộ Sài Gòn là lớn như thế nào. Chắc hẳn họ cũng đã biết được kết quả của trận đấu giữa Nam Định và SHB Đà Nẵng. Bàn thắng của Đỗ Bá Lô ghi ở trong thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1. Và trong một phút bù giờ thì câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ được hưởng quả đá phạt góc.